Thưa quý vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa qua đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn và bị bắt sau đó chỉ 5 giờ đồng hồ. Được biết nghi phạm vừa mãn hạn tù được 3 ngày. Tối mùng 7 tháng 10, thượng tá Bùi Trọng Tuấn trưởng công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ đối tượng Đỗ Quang Mạnh sinh năm 2001, ngụ xã Ia Cao thành phố Buôn Ma Thuột tại khu vực phường Khánh Xuân. Theo một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk, nghi phạm mạnh bị bắt giữa đường khi đang tìm cách ra khu vực bến xe phía nam thành phố Buôn Ma Thuột. Vì này, thông tin quá trình bắt giữ đối tượng mạnh không chống cự. Khoảng 13 giờ cùng ngày trên đường Hà Huy Tập, thành phố Buôn Ma Thuột đã xảy ra án mạng. Theo thông tin ban đầu, thanh niên đi xe máy đã chặn trước đầu ô tô 7 chỗ, sau đó hai bên xảy ra cãi vã nhau. Lúc này nam thanh niên bất ngờ dùng hung khí tác động vào người đàn ông khiến người này gục xuống tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Phía công an xác định nạn nhân trong vụ án là ông Y Thim Bia, 56 tuổi, ngụ tại Buôn Ia xã Cư Ebu, thành phố Buôn Ma Thuột. Ông Y Thim Bia được biết đến là một nghệ sĩ người dân tộc Ad nổi tiếng tại Đắk Lắk với ca khúc chung dòng sữa mẹ và đã từng công tác tại trung tâm văn hóa tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra, ông Ithim Bia còn được biết đến là một nghệ nhân chuyên sưu tập cồng chiêng, ché, nhạc cụ dân tộc của người đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Sau khi gây án, đối tượng đã chạy vào lâm viên thành phố Buôn Ma Thuột lần trốn. Tiếp nhận tin báo, hàng chục chiến sĩ công an đã tiến hành truy lùng để bắt giữ nghi phạm. Khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát cơ động với hàng chục chiến sĩ đã phong tỏa khu vực lâm viên thành phố Buôn Ma Thuột để truy tìm nghi phạm. Sau đó đối tượng đã trốn khỏi lâm viên và bị bắt tại khu vực cách hiện trường hơn 10 km. Theo cơ quan chức năng, nghi can trong vụ án là đối tượng vừa ra tù được 3 ngày. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ lấy lời khai của nghi phạm. Chưa biết nguyên nhân xảy ra cãi vã là gì, tuy nhiên hành động của nam thanh niên thật khó để chấp nhận, chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm minh.